Các bạn đang nghe chuyện tại kênh đọc truyện góc nhỏ radio. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ góc nhỏ radio nhé. Tác phẩm Tiên giả, tác giả Vong ngữ, qua giọng đọc Cao Minh Thiện. Mến chào các bạn đã trở lại kênh đọc truyện của Thiện Radio góc nhỏ. Hôm nay chúng ta tiếp tục tới tập 65 của bộ truyện Tiên giả của tác giả Vong ngữ nha. Nếu các bạn thấy hay hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Nhớ nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất nha. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục tới nội dung của tập 65, chương 153 đến chương 155 nhé. Trong phòng, Huyễn Thị bưng cái chén trà lên uống một ngụm, nhìn về phía cái thanh niên bạch y, thản nhiên nói. Sao hả? Người quan tâm tới cái gì của hắn Đại tử quả thật không cam lòng tôi một cái tên luyện khí tầng chính ấy. Thanh niên bạch y mang theo có vẻ khó chịu Trận tỷ đấu đó Người thua không quan đầu. Huyến thì nhìn thanh niên bạch y một lát Chầm rãi nói Thanh niên bạch y không nói gì Tiếng thở trở nên nặng nề Và hiển nhiên cũng không thể tin tu vi của người Tuy rằng cao hơn người ta một bậc Nhưng mà kinh nghiệm lâm địch Thì còn xa mới bằng đối phương hơn nữa Ngươi lại tham sông lên Há có thể bất bại chứ Hiến thì chậm rãi nói Sư tôn rằng dạy rất đúng Bạch y thanh niên kia thấp giọng đáp Ánh mắt lóe lên Ta biết Ngươi muốn tìm người nọ đổi sức một lần nữa Để lấy lại mặt mũi Nhưng mà với thực lực hiện tại của người Không có khả năng là đối thủ Của tiểu tử nón lá kia đồng Huống chi đại sự sắp tới rồi chớ gì một ít chuyện nhỏ mà khơi màu phân tranh nếu ảnh hưởng đến đại sự của mình chủ hậu quả người biết rất rõ đó hiển thì câu mày ngữ khí nghiêm túc xe tôi miên tâm đại tử biết được nặng nhẹ mà thanh niên bạch y nghe được hai cái chữ minh chủ thì sắc mặt biến sắc nghiêm nghị mà trả lời <laughs> người trẻ tuổi chính là phải có một chút thần khởi mới tốt lần này bậy nên cố gắng khổ luyện Tranh thủ lần sau gặp lại thì lấy lại Như đấy Người cũng không thể kẹt ép quá mức như vậy Làm cho thiết chắc mất đình dưới cái thiếu niên Cửa phòng bị đẩy ra Có một đại hán uy vũ đi vào Bên cạnh còn có bạch y nữ tử kia Đại ca Không phải Quỳnh đang bế quan sao Sao lại tới đây Hiến thì đứng lên Ngữ khí mang tới vẻ kinh ngạc Mình chủ Thanh niên bạch y cuốn quýt đứng dậy hành lễ Chẳng lẽ người này là lũ lĩnh của bạch giả dạ tán minh Viên minh nghe nói như vậy Vội vàng khống chế quà hồn thu liệm khí tức Nhưng mà cũng càng dụng tâm lắng nghe Minh chủ của bạch giả dạ tán minh xuất hiện Kế tiếp chỉ sợ hội đàm Có một chút ít tin tức cơ mặt hơn Nói công chuyện có liên quan đến nhiệm vụ sắp tới dù gì đột phá cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Ta nghe Linh Nhi nói nhiệm vụ sân giết kim hoa mãn xà đã gần như là chuẩn bị xong xuôi rồi. Nên ta đến đây hỏi một chút tình huống nữa mà. Đại Hán uy vụ nói. Mọi thứ đã chuẩn bị gần như là sẵn sàng rồi. Chúng ta... quái hồn đang nghiêng tay lắng nghe trong phòng nói chuyện. Nhưng mà ngay lúc này, thanh âm trong phòng đột nhiên im bặt ngay cả tiếng hít thở của bốn người Cũng không nghe được Người rõ ràng đều ở trong phòng mà Sao lại đột nhiên không có thanh âm chứ Xem ra là có người dùng phụ lục tương tự như cái lòng cách âm mà cách âm rồi. Bạch già dạ này làm việc thật đúng là cẩn thận nha. À? Trên mặt của viên minh lộ ra cái vẻ tiếc nuối. Những cái tình sự tiếp theo mà những cái người kia nói hẳn là càng thêm cơ mật. Đáng tiếc thần thông của quả hồn có hạn không cách nào đột phá lòng cách âm cái lần điều tra này chỉ sợ có thể dừng lại thôi cũng may đã nghe được không ít tình báo trong lòng có một chút tính toán không tính là uổng công đi một chuyến vi minh chịu hồi quả hồn trở về đứng dậy xuống giường chuẩn bị rời khỏi nơi đây ánh mắt đảo qua cánh tay phải đột nhiên toát ra một ý niệm quả hồn không cách nào dò xét cái lòng cách âm nhưng mà lưu hương tự hồ không có cái hạn chế này nếu có thể trực tiếp giống như là phụ thể lên tiểu hoàng đế có lẽ có thể quang minh chính đại nghe mấy cái người kia đối thoại rồi với cái sự huyền diệu của cái lưu hương bạch dạo đó không thể nào phát hiện ra được vừa vẫn có thể thử qua cái hiệu quả của cái hương mà mình mới chế xong trước ừ, kia sao không nghĩ ra cái phương thức dò xét này chứ xem ra việc lợi dụng đi hương còi xa mới hiểu được hết vi minh tự chủ lấy cái lưu hương ra lại lấy cái cây hương mới chế tạo được thắp lên ý niệm không ngừng hồi tưởng lại cái dung mạo của thanh niên bạch y ba ngày kia dần dần trước mắt của hắn tối sầm lại ý thức cũng rơi vào trong bóng tối rất nhanh liền một lần nữa khôi phục một cái căn phòng rộng rãi lịch sự tao nhã đập vào trong mắt của hắn viên minh giờ phút này đứng ở bên phải căn phòng bạch y nữ tử kia cùng hắn đứng cạnh bên nhau huyễn thị thì cùng với một đại hán khôi ngô ngồi trên hai cái ghế gỗ màu vàng đối diện hmm. vậy mà thật sự có thể được nè có vẻ như phương pháp dùng tâm trí khóa chặt các đối tượng phụ thể là chính xác ạ à? viên minh trong lòng vui vẻ nhưng mà rất nhanh tỉnh táo lại người này chính là bạch giả sao hắn thấp thỏm nhìn về phía đại hán khôi ngô đối diện. Vi Minh tuy rằng đối với cái lưu hương rất là tự tin, nhưng mà tu sĩ chút cơ hậu kỳ cũng không phải là chuyện đùa. Nó không chừng có được một cái loại công pháp thần diệu nào đó cảm ứng được cái sự tồn tại của hắn. Bạch giả đang nhìn về phía huyển thị ở bên cạnh, không hề phát hiện viên minh đang phụ thể. Viên minh thì đang lắng nghe các cuộc đối thoại của mấy người này. Người nọ trông rất là lạ mặt ta cũng chưa từng thấy qua Tu vi thì cũng không cao Chỉ là luyện khí tầng chính Pháp lực là dị thường tinh thuần Tu luyện chính là cái loại công pháp thượng thừa nào đó Tuyệt đối không phải là tán tu tầm thường đâu Tám chín phần mười là đệ tử hạch tâm của tông môn nào đó Ngoài dữ liệu của viên minh Huyến thì đang nói về hắn Hất nham thần là phường thị nổi tiếng từ Bắc Dực Một ít đệ tử tông môn xuống núi lịch lắm Thay đổi diện mạo đến đây tiếp nhận nhiệm vụ Chính là chuyện bình thường thôi Không cần để ý tới đâu Bạch giả dạ tiếp lời Minh chủ nói chí phải Lần này chúng ta lấy thù lao cao như vậy dẫn dắt Các đệ tử tông môn đến ứng tuyển Hẳn là không chỉ có một mình tiểu tử kia Còn có những người này tham gia Nhiệm vụ lần này Hẳn là có thể ổn thỏa Không có cản trở rồi Huyến thì nói như thế những người đó chỉ cần giúp chúng ta tìm được sò quyệt Có thể trả thêm thù lao cho những người nào tìm thấy được Phần những người còn lại thì cho một chút thù lao giấc giả là được rồi Như vậy chúng ta tuy rằng có một chút phóng đại về phần thưởng Nhưng mà cũng không tính là phá hỏng quy củ Về phần mãn sợ dương cuối cùng Vẫn phải dựa vào chính chúng ta ứng phó Những người đó là không trông cậy vào được tỷ chứng châu đã chuẩn bị xong chưa? Bạch giả chậm rãi mà lắc đầu Chuyển đề tài hỏi Vừa rồi độc ảnh bên kia có truyền tấn tới Nói tỷ chuyến châu đã luyện chế xong Đêm nay giao dịch ở quỷ thị Hiển thì nói Tốt Có tỷ chuyến châu Chuyến ngại vật của Sa dương cốc Cũng không đáng lo Tình hình ở quỷ thị rất là phức tạp Để đảm bảo Nhị đại người đêm nay tự mình đi một chuyến đi Cần phải làm thỏa đáng cái việc này Bách giả gật đầu lại phân phó nói cái này chỉ sợ không được rồi đọc ảnh kia phi thường cẩn thận truyền tấn qua nói là nhất định phải là do tu sĩ luyện khí kỳ đi giao dịch đó. huyến thì nói xong lấy ra một cái tờ giấy trắng với mấy dòng chữ nhỏ bạch dạ cầm lấy cái tờ giấy trên đó nói về cái phương thức giao dịch phải do đệ tử luyện khí kỳ đến gặp mặt ở nơi nào đó trong quỷ thị kiểm tra đối chiếu ám hiệu sau đó mới giao dịch vật phẩm <laughs> Đọc ánh này Quá nhiên xảo trá cẩn thận như lời đồn ha Nếu như vậy Việc này để tháo chiếc đi một chuyến đi Bạch giả cười ha ha Đưa cái tờ giấy cho thanh niên Bạch Y Dạ Thanh niên Bạch Y nhận lấy cái tờ giấy vi Minh cũng nhìn thấy nội dung trên đó Ngay lúc này trước mắt của hắn Nhanh chóng trở nên đèn tối Thời gian phụ thể cũng đã đến rồi Trong khách sạn vi Minh chậm rãi mở mắt ra Lần này Thời gian phụ thể gần như có hơn 20 hơi thở So với lúc trước khi đem hứa linh mộc nghiền thành bột thêm vào cho hương Để chế tác thành hương nội Thì quả nhiên có hiệu quả hơn Nhiệm vụ lần này Nhìn tổng thể xem ra Cũng không có vấn đề gì Ít nhất thì bạch giả dạ tán minh Không có âm mưu hại người Chỉ là phương diện thù lao Thì quả nhiên chỉ là mánh lấy Bất quá Nếu mà luận tìm xào quyệt Ta có quả hồn cũng không cần quá mức khó khăn. nếu mà chỉ như vậy liền có thể kiếm được một cái khoản linh thạch cũng không thiệt thòi á. À. Vi Minh sợ sợ cái cầm trong lòng âm thầm cân nhắc nói. hắn ở trong phòng tính toán một lát, khuôn mặt sau một trận âm tình bất định, thì lại một lần nữa đứng dậy rời khỏi khách sạn. nửa canh giờ sau, Trong một cái gian trà lâu nhã nhặn ở tây thị, Vi Minh và Cổ Nguyệt ngồi đối diện với nhau. Ờ à, thật là thứ lỗi Đã trễ như vậy rồi mà còn gọi cổ Nguyệt Quynh ra Vì mình nói Diện Quynh Người nói cái gì vậy chứ Người chiếu cố việc làm ăn của ta Tại hạ cảm kích còn không kịp Há có thể trách tội chứ ơi à, Có chuyện gì cứ nói đi không sao hết Tại hạ nhất định sẽ cố hết sức Cổ Nguyệt vội vàng nói Duyên mộ muốn hỏi thăm Cổ Nguyệt Quynh một chút Quỷ thị là cái gì hả Viên Minh đi thẳng vào vấn đề khi mà Bạch Dạ và Huyễn Thị nói đến quỷ thị Ngữ khí rõ ràng khác nhau Nơi này chắc chắn là bất thường diên Quỳnh từ đâu nghe được quỷ thị? Cổ Nguyệt hơi có một chút kinh ngạc À, lúc chiều tôi đi dạo ngẫu nhiên Nghe được có người nhắc tới Ba ngày Cổ Nguyệt Quỳnh có nói là Hất Nham Thành này có Đông Tây Nam Bắc Bốn cái thị Không biết nơi nào lại xuất hiện một cái quỷ thị vậy Vi Minh nửa thật nửa giả nói hey, Nói thế nào đây ta Quỷ thị coi như là một cái chợ giao dịch Nhưng mà chỉ mở ra sau nửa đêm thôi Cùng với phường thị ba ngày sáng tối đối diện Cho nên mới được gọi là quỷ thị Tuy nhiên hầu hết các mặt hàng được giao dịch Là những cái thứ không thể lưu thông bên ngoài Chẳng hạn như là tan vật sau khi giết người đoạt bảo Hoặc là có vật cấm trong tù tiền giới dần dần nhưng mà những cái giao dịch này vào ba ngày quá là chối mắt Vì vậy bọn họ tiến hành lúc nửa đêm điểm... Cổ Nguyệt gãi gáy đầu Nói như thế Theo người nói như vậy Trong quỷ thị có không ít cái thứ tốt rồi Giá cả hẳn cũng sẽ không đắt bao nhiêu đúng không Vì mình đối với cái loại buôn bán này Cũng không có phản cảm Hướng thú hỏi Trong quỷ thị Pháp khí phụ lục đang dược Cái gì cũng có hết chỉ là đồ đặc phần lớn lai lịch không quá rõ ràng Giá cả cũng sẽ tương đối thấp Nhưng mà bên trong ngư lông hỗn tạp Nước quá sâu chúng Ta cũng không dám nói là có nắm chắc dạng vô nhất nhất Cho nên làm cái nghề trung gian như chúng ta Không dễ dàng liên quan đến quỷ thị a à. Cổ Nguyệt thẳng thắn nói Vi Minh chậm rãi gật đầu Trong lòng có tính toán Nếu mà như ta muốn đi quỷ thị nhìn xem thì nên đi như thế nào hả? Viên Minh nghe ra có đối phương không muốn đi quỷ thị, vì vậy nên hỏi dò. Cổ Nguyệt nói cho hắn một cái địa chỉ cùng với những cái lưu ý sau khi vào. Đồ giặc ở quỷ thị Có liên quan rất rộng. Có người ở đó tìm được thứ tốt, kiếm được một khoản tiền lớn. Cũng có người bởi vậy bán những cái thứ không nên bán, mua những cái thứ không nên mua nên mắc mạng. Viên Quỳnh nếu đến đó giao dịch ngàn dân lần nên cẩn thận Cổ Nguyệt nhắc nhở Vì mình đáp ứng một tiếng Muốn trả thù lao cho Cổ Nguyệt Nhưng mà Cổ Nguyệt lần này ngược lại không nhận Vì mình cũng không có kiên trì nữa ừ. Nửa đêm mới mở chợ Hiện tại thời gian kém cũng không nhiều lắm mà Vì mình bước nhanh hơn Rất là nhanh đã đi tới một cái con hẻm nhỏ Ở phía tây bắc hất nhâm thành Nơi đây bóng đêm dị thường nồng đậm Bên ngoài cách một cái trượng thì nhìn không thấy rõ lắm. Trong không khí từ hồ, có một cổ xương đen bắt đầu khởi động. Vi Minh tự trong cái xương đen nhận ra các pháp lực dao động, biết mình không tìm nhầm chỗ, tiếp tục tiến về phía trước. Trung quanh cái bóng tối càng ngày càng dày đặc, cơ hồ đến mức đưa cái tay không thấy nằm ngón. Hắn vận động cái thần thức dò xét, hành động xem ra cũng không bị ảnh hưởng. Sau đó lại đi về phía trước mấy chuyện có một cái bức tường đá vừa cao vừa dày xuất hiện, đem cái con đường phía trước hoàn toàn chặn kín lại. Ta muốn đi vào quỷ thị. Vi Minh không có chèo qua tường, mà nhìn về phía một cái bóng đen khiêm tốn đang đứng ở bên phải bức tường đá thấp chồng nói. Vừa nói xong, một cái đảo bóng người màu đen từ trong bóng tối đi ra. Toàn thân trên dưới dĩ nhiên là không có một chút khí tức giống như là một cái đảo bóng ma. Đạo hữu là treo đèn hay là tìm lửa Cái bóng đen từ trên nhìn xuống Quan sát viên minh một cái Thanh âm càng càng hỏi Đó là ám ngữ của quỷ thị nơi đây Treo đèn có nghĩa là bày hàng Trong khi tìm lửa là mua một cái gì đó Tìm lửa Viên minh nói Cái bóng đen kia không nói gì Tay vung lên trên cái vách tường trong cái vách tường dày nặng truyền ra cái tiếng cơ quan vận chuyển rầm rầm vị trí chính giữa nước ra một cái khe hở chậm rại lớn lên rất là nhanh hình thành một cái thông đạo rộng ba thước đa tạ vì mình nói một tiếng đi về phía thông đạo cái vị đầu hổ này là lần đầu tiên mới tới quỷ thị sao ấy ngươi định đi vào như vậy sao bóng đen đột nhiên mở miệng lời này của các hạ có ý gì vì Minh đối với cái người này Tự dưng đường đột nói chuyện Nên có một chút kinh ngạc Nhưng mà cũng thành thật hỏi Đạo hữu tuy rằng mang thật cái nón Nhưng mà trình độ ngụy trang bậc này Thần thức đảo qua một cái Có thể liền nhìn thấu hết Đạo hữu chẳng lẽ không biết Ở trong quỷ thị mà bị người ta rình mò Được cái dung mạo thật sự Là cái chuyện phi thường nguy hiểm sao hả Cái đạo bóng đen nói vi Minh ngẩn ra Cố Nguyệt cũng không đề cập đến cái việc này Bóng đen nói như vậy Có cái đạo lý nhất định Nhưng mà mặt nạ thiên cơ Vẫn chưa được luyện chế ra Hắn muốn che đại dung mạo Cũng không làm được Đạo hữu cũng không cần phải lo lắng Nơi này có một cái kiện áo tròn ẩn nấp Có thể ẩn nấp khí tức Ngăn cản thần thức Chỉ cần mặc nó vào Bảo đảm sẽ không bị bất luận kẻ nào nhận ra Ta giờ người hôm nay gặp lại Cũng coi như là hữu duyên 50 khối linh thạch bán cho các hạ hoặc là nằm khối linh thạch cho người mượn sử dụng một lần thế nào hả cái bóng đèn lấy ra một cái chiếc áo tròn màu xám đen với cái mũ túi dòng địa hương trở nên sốt sắng viên minh nghe được cái lời này hiểu được nhất thời không biết nên khóc hay nên cười cái bóng đen này ngăn cản hắn thì ra là muốn làm ăn hắn vận chuyển thần thức chạm vào cái áo tròn đen thì bị một cái cổ lực lượng vô hình không trúng khách khí mà đẩy bật ra vì mình ánh mắt hơi sáng ngời, Cái áo tròn này thật sự có thể ngăn cách thần thức Ngược lại là một cái thứ tốt Chẳng qua Mặt nạ thiên cơ của hắn Lập tức có thể luyện chế thành Ngược lại không cần tốn một số tiền lớn như vậy thêm một lần Một viên linh thạch Vì mình lấy ra một cái viên linh thạch đưa tới <laughs> Bóng đen cười ha hả vất cái tay áo một cái Thu lấy cái linh thạch Rồi ném cái áo tròn tới vì minh khoác áo tròn lên Khi tức pháp lực nhất thời hoàn toàn ẩn đi Mùi vị cũng biến mất vô tung Hắn chạm vào nó Chiếc áo tròn này Cũng không được làm bằng vải Nhưng mà được dệt bằng một cái thân cỏ màu đen Mềm mại Mà dường như là đã nhìn thấy ở đâu đó trước đây Vi Minh cẩn thận hồi tưởng lại Trong thức hải bỗng nhiên Hiện lên cái thân ảnh của lão bao thuốc lá Cái ký ức của hắn đã khôi phục hơn phân nữa và cái tình huống hắn bị cái lão bao thuốc lá nhặt lên Cũng mơ hồ nhớ lại một ít Ngày đó Khi mà mình bị cái lão bao thuốc lá Từ bên bờ sông nhặt đi Lão bao thuốc lá đã từng dùng một cái chiếu cỏ Để cuốn hắn cùng với những thi thể khác Che giấu cái mùi thi thể Cái chiếu cỏ kia hình như là Cũng dùng cái loại cỏ này dệt thành Xem ra là đặc sản của Nam Cương Đạo hữu mời giao Nhớ không được đi theo người bán rời đi đấy cái bóng người màu đen nhắc nhở Lại một lần nữa biến mất trong bóng tối Viên Minh bước chân vào Cái vách tường thông đạo Rất nhanh đã đi đến cuối đoạn đường Phía trước ánh sáng trở nên bình thường Một cái quảng trường tối tăm Đập vào trong mắt của hắn Phóng mắt nhìn lại Đập vào tầm mắt của hắn Có bầy đầy những cái sạp nhỏ Tất cả chủ sạp đều che mặt Thuật nhìn có một chút đơn sơn Còn lâu mới bằng cái quy mô và khí phái Của phường thị hắc nhâm thành Bên trong quảng trường thưa thớt Có một ít khách nhân Mỗi người đều che giấu chân dung Trong đó hơn phân nửa là mặc áo tròn đen trên người Giống như là viên minh Hiển nhiên đều là từ chỗ cái bóng người màu đen Hoặc là mua hoặc là thuê tới Thật nhìn mờ nhạt vì mình đánh giá một chút Tùy ý đi tới một cái quầy nhỏ gần mình nhất Trên cái quầy hàng nhỏ này Không có gì khác Chỉ có hai cái thi thể nằm cạnh nhau Trên người có đầy cái vảy màu xanh bên ngoài cơ thể ẩn chứa xương mù màu, màu xanh đen là luyện thi vì mình kết hợp với một ít tư liệu mà mình nhìn thấy trong tông môn trước đó nhận ra hai cái cổ thi thể này đã đạt đến cái cấp bậc thanh cương thi là luyện thi tương đối cao cấp trong hắc hỏa môn bình thường sẽ không dễ dàng chạy ra khỏi tông môn không ngờ trong quỷ thị này cũng có thậm chí là có đến hai cổ thi thể Nhìn hai cổ thanh cương thi này Vì mình cũng có một chút đồng tâm Thân thể thanh cương thi Cứng rắn hơn sắt Chiến lực có thể so với luyện khí đỉnh phong Thậm chí Có thể cứng rắn mà tiếp nhận công kích Của một tu sĩ trúc cơ kỳ Còn lâu mới có thể so sánh với Cái loại nhân tiêu mà do hô hỏa kia luyện chế Nếu có thể có được một khối Thì trong chiến đấu Có thể phát huy cái tác dụng lớn à Hai cái thi thể này Được bán với giá bao nhiêu vậy Đúng lúc này Một cái người nam nhân Cũng mang theo cái áo tròn màu đen Đi tới mở miệng hỏi giá 800 linh thạch một cái Không trả giá Chú sạp áo bào đen che mặt Cũng không ngẩng đầu Nói 500 có bán không hả Nam nhân hỏi Nói không trả giá Ra khỏi đây đi Người có ra một ngàn linh thạch Cũng không mua được đâu Chú sạp áo xám lạnh lùng nói Viên Minh thấy vậy lắc đầu Xoay người rời đi, giá cả quá cao, vẫn là xem những thứ khác. hắn kế tiếp liền nhìn mấy cái quầy hàng khác, đồ vật có thể nói là không thiếu tinh phẩm, thậm chí còn có đồ vật thích hợp cho tu sĩ chút cơ kỳ. Không bao lâu, phi minh lại dừng bước trước một cái quầy hàng nhỏ. phía sau quầy hàng nhỏ này có một cái người mặc áo xanh, đeo mặt nạ bằng đồng. nhìn cái thân hình hắn là một nữ tử ánh mắt của viên minh tiếp tục đảo qua quầy hàng tầm mắt vừa chuyển rơi trên một cái loại pháp khí hình chuông màu trắng bạc cái vật này hắn không thể quen thuộc hơn chính là cái vật mà các đám người hộ chát dùng để thu hồn phách của giả nhân vật này có tác dụng gì vậy giá bán là bao nhiêu viên minh chỉ vào cái chuông làm bộ không biết hỏi cái chuông này tên là nhiếp hồn linh tuy là pháp khí hạ phẩm nhưng mang theo hiệu quả thu hồn và hùng kích. Công kích phàm nhân nhẹ thì làm cho phàm nhân mất đi trí nhớ, nặng thì làm mất đi hồn phách. Nếu mà đem công kích tu sĩ thì có thể khiến cho đối phương Chọn dáng mất đi trí nhớ trong thời gian ngắn. Mặc dù là hạ phẩm nhưng mà là chính là pháp khí thuộc độc quyền của Bích La Động. Rất là nhiều tu sĩ cầu còn không được bán 60 linh thạch. Nữ tử áo xanh thấp giọng nói. Có thể khiến phạm nhân mất đi ký ức sao Vi Minh ngẩn ra Khi mà hắn tiến vào trong bích la động Trước kia bị mất ký ức Đến nay cũng chỉ nhớ lại được hơn phân nữa Nhíp hồn linh này Ngoại trừ thu hồn Còn có hiệu quả như vậy Hắn hoài nghi mình cũng đã từng bị cái chuông này công kích Lần này cuối cùng cũng tìm được cái nguyên nhân Mình bị mất trí nhớ Vi Minh không khỏi thầm hận trong lòng Cái chuông này phải được gỡ xuống Hiệu quả của nhiếp hồn linh này ngược lại Có vài phần thần diệu Chỉ là ẩn chứa linh lực yếu ớt quá Đây là pháp khí hạ phẩm Chỉ sợ chỉ có thể đối phó với tu sĩ luyện khí kỳ tầng thấp thôi Về phần cái gì đối phó phạm nhân Là có chút giết gà lại dùng dao mổ châu rồi 60 khối linh thạch quả đắt đi tay nhiều nhất là ra 20 khối thôi Viên mình nói 20 Ngươi không nên xem thường cái chuông này a à. Nếu người muốn trải qua một đêm sương tiêu với một nữ nhân phạm trần nào đó, thì pháp khí này là thích hợp nhất. Ấy. 55 khối lên thạch Tháng năm nữ tử áo xanh thấp giọng nói Nếu không phải thiếu chủ Bạch Long Đạo chết, thì có thể tiện nghi cho ngươi sao? Hừ, tại sao ta có thể là một loại người như vậy chứ? 25, không hơn được nữa đâu. 50 Một phen cò kè mặt cả Cuối cùng chủ quầy nhận bộ đến 32 viên linh thạch. Sau khi viên minh rời đi thì nữ tử cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Lại một cái quầy hàng khác ở phía trước có đặt một cái quyển sách cổ xưa. Mặt trên có viết bốn cái chữ nhỏ, trận đạo, tạp luận. Mấy ngày nay ở phường thị, viên minh nhiều lần tiếp xúc với cái sự vật liên quan đến pháp trận. Đối với pháp trận sinh ra một chút hương thú cũng không phải là muốn đi phân tâm học tập Mà là tìm hiểu một chút Vẫn là rất cần thiết Vì thế lại trả ba linh thạch mua lấy Sau khi đã dạo khoảng nửa canh giờ Hắn lại từ trước một cái quầy hàng nhỏ Đứng dậy rời đi Dùng 30 cái linh thạch Mua được ba cái quả trái cây màu đen Có một chút khô quắc Vật này theo chủ quầy giới thiệu Chính là một cái loại cây kỳ dị Độc nhất vô nhị Của một cái gia tộc nào đó ở Nam Cương Nam Vực Mấy trăm năm mới kết ra dị quả. Hung thú ăn xong có thể nhanh chóng tăng lên cái tỷ lệ sinh sản. Nếu mà đem quả này đặt ở trong rừng núi, thì cái trái cây này sẽ tỏ ra một cái tia mùi vị, có thể hấp dẫn hung thú xung quanh mấy trăm trượng tranh giành nhau ăn. Vi Minh giờ phút này đã nhìn thấy hơn phân nửa quầy hàng ở quỷ thị. Ngoài trừ ba cái quả đen này, lại mua thêm mấy cái món đồ nữa, gồm bốn cái lá phụ lục, ba cái viên đan hoàng màu vàng, hơn 30 cái loại linh mộc cùng với linh thảo. Bốn cái tấm phụ lục tên là Tứ Phương Phong Linh phụ Bốn tấm phải được dùng chung, có thể hình thành nên một cái đạo kết giới ẩn nấp, che lấp đi tất cả khí thức dao động bên trong, cũng như là ẩn giấu đi cái hành tung, thích hợp sử dụng khi mà nghỉ ngơi trong lúc dạ ngoại. Không giống như là phù lục thông thường, cái phù này thuộc cái loại uy năng chậm rãi kích phát, có thể sử dụng nhiều lần. Ba cái viên đan hoàng cũng không phải là đan dược bình thường Mà là một cái loại thủ đoạn công kích Thường dùng của bách độc quật Đánh chúng cái địch nhân Sẽ bạo liệt thành một cái mảnh bột độc Tương tự như là khối độc Mà hắn thường xuyên sử dụng trước đây Về phần linh mộc và linh thảo Đều là hắn linh ứng Muốn dùng để thí nghiệm chế hương Trải qua một lần thăm dò Bách giả dạ tán minh này Thì viên minh cảm nhận sâu sắc được Cái sự kỳ diệu của cái lưu hương nhưng mà thời gian phụ thể của hát hương thật sự quá ngắn Không thể phát huy cái hiệu quả của lưu hương Phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian của hát hương mới được Sự hiểu biết của hắn về cái vật liệu làm hương vẫn chưa có đủ Chỉ có thể sử dụng phương pháp ngu ngốc nhất Là mua tất cả các loại linh tài để thử một chút Mấy cái thứ này với cái giá trị thị trường ít nhiều đều thấp hơn một chút Chỉ là gom tổng cộng lại cũng tiêu tốn khoảng 200 linh thạch của hắn hơn nữa lúc trước tiêu xài Thì cái linh thạch trong nhẫn chứa vật của hắn Chỉ còn lại hơn 400 khối Chuyến đi quỷ thị lần này Có như là thu hoạch khá phong phú Nhưng lúc này Hắn ở một cốc Là nhìn thấy âm quỷ kỳ Của khung đồ đang bán Người nọ tuy rằng không rõ tướng mạo Nhưng mà đó hẳn là đồng bọn của ô lỗ Không thể nghi ngờ Vì mình đang muốn tiến lên hỏi Nói cái lời khách sáo Thì lại bị một tu sĩ dành trước một bước không biết là giá cả như thế nào Mà đã mua đi Người bán cũng vội vàng rời đi vì Minh cũng không dám đi theo phi Minh tiếp tục đi về phía trước Quảng trường ở phía trước xuất hiện Một cái cây cột đá màu đen Mặt trên khạm mấy cái khối đá huỳnh quang Chiếu sáng một cái mạng lớn chung quanh Cột đá như vậy Ở trong phượng thị có tổng cộng là 4 cây Phân bố ở bốn góc Phát ra cái ánh sáng chiếu sáng toàn bộ cái quảng trường nương theo màn ánh sáng viên minh nhìn quanh bốn phía giờ phút này quầy hàng ít hơn phân nửa so với lúc mới vào dưới cái cột đá này có bày ra một cái quầy hàng chủ quầy là một cái lão giả cục một tay trên mặt lại đeo một cái mặt nạ hồ ly giờ phút này ở trên một cái ghế trúc cụ nát nhắm mắt mà dưỡng thần trên quầy hàng nhỏ bày ra rải rác vài cái vật dụng hơn phân nửa là linh tài còn có một cái kiện pháp khí là một cái mặt khiên nhỏ màu đỏ sậm vì Minh vui vẻ Ngồi sớm xuống trước cái quầy hàng nhỏ Nói Pháp ký này có thể cho ta xem được không Mời Lão giả mắt cũng không mở Nói Phi Minh cầm lấy cái tấm khiên lên Vận chuyển pháp lực rót vào trong đó Tấm khiên lập tức lơ lửng tản mát ra cái hào quang màu đỏ Một cái tấm phù văn màu đỏ chợt lóe lên Pháp ký hạ phẩm Đáng tiếc Trong lòng của hắn thầm nghĩ Vi Minh vừa mới nghĩ tới đây Thì buông tấm khiên nhỏ màu đỏ sậm xuống Đang định đứng dậy rời đi Thì lão giả một tay mở mắt Gọi Vi Minh lại Vị đạo hữu này xin dừng bước Có việc gì? Vi Minh dừng bước nói Đạo hữu muốn mua pháp cái phòng ngữ đúng không? Khối quả nhâm này Nhìn cũng không tệ lắm Đạo hữu nếu nhìn chúng vào mắt Ta có thể tiện nghi ra tài một chút Lão giả một tay cười nói ta không có hứng thú Viên Minh nói Xin thứ cho tại hạ mạo mũi Trên người của đạo hữu có chứng thú Hay là dị thú nào không hả Lão giả một tay hỏi Viên Minh nghe vậy Tinh quan trong mắt chợt lóe lên Hắn không chỉ có hát thiềm Mà còn có một cái quả chứng thú màu lam Đạo hữu chớ có hiểu lầm Tại hạ đến từ Đại Tấn Nhiều năm qua lại ở Nam Cương giao dịch các loại thú kỳ dị nhất là ở trong quỷ thị nam cương này thường có các tông môn đệ tử sẽ đem thú kỳ dị đặc hữu ở nam cương ra đây hơn nữa trong quỷ thị từ trước đến nay giao dịch giữ bí mật người cũng biết đó cái gì vậy mỗi người đi qua quầy hàng của ta đều ta sẽ hỏi hết đó. lão giả một tay vội vàng nói Ờ vậy sao Vẻ mặt của viên minh căng thẳng Ở à, đây là ta mới vừa mua được nè Đào hữu nếu không tin Có thể nghiệm chứng Lão giả một tay từ phía sau lấy ra Một cái túi nhỏ màu lam Thuật nhìn chính là một cái túi linh thú Viên minh mắt thấy cái cảnh này Nghi ngờ trong lòng dần dần tiêu tán Thì ra cái người này ở quỷ thị Rõ ràng là đang bán hàng Nhưng mà thực xa lại là đến mua hàng Trong lòng có hắn khẽ động Nghĩ đến quả trứng thú màu lam kia lai lịch có một chút bất chính, hắn cũng không muốn bởi vậy mà trước họa vào thân, liền quyết định nhân cái cơ hội này ra tay để đổi lấy một chút linh thạch. trong tay ta quả thật là có dị thú, nhưng mà ta không thiếu linh thạch, vô tình bán ra, chỉ sợ sẽ khiến cho đạo hữu thất vọng mà. Vi Minh dùng kế dục tầm cố túng nói, lão giả một tay nghe vậy cũng không lộ ra bao nhiêu vẻ thất vọng ngược lại cái vẻ mặt bình tĩnh gọi hắn lại gia tộc của lão rất là am hiểu về nuôi dưỡng mạnh thú chủng loại rắn mỗi một lần từ nam cương thu được dị thú thì đem đi bồi dưỡng rồi bán lại cho tông môn ở trung thổ những cái dị thú này ở trung thổ thường thường chỉ có thể gặp mà không thể cầu lão lại tự trong những phường thị đại tấn dùng cái giá thấp để mua các loại pháp khí linh tài Chờ đến nam cương lại bán ra lợi nhuận qua lại tăng gấp đôi Đạo hữu nếu mà không thiếu linh thạch Tại hạ cũng cất giữ không ít vật phẩm khác Linh tại đàn dược phù lục đều có một ít Còn có hai cái kiện pháp khí phòng ngự ở chỗ này Đạo hữu tùy ý lựa chọn Nói xong Lão giả một tay lấy ra một cái túi chữ vật Thế nhưng lại trực tiếp đưa tới Bên trong túi chữ vật chứa không ít phù lục đan dược Còn có hai cái kiện pháp khí phòng ngự Có thể từ ký thức mà phán đoán đồng dạng là cấp bậc hạ phẩm. Những thứ này ta cũng không cần. Kỳ thật, tại hạ có chứng thú, chân quý phi thường, đáng tiếc người mà không nổi đâu. Vì mình kích tưởng nói, À thật sao? Có thể xem qua được không hả? Mới xem. Vì mình lấy ra cái quả chứng thú màu lam. Lão giả định thần vừa nhìn là một cái loại lão chưa từng gặp qua. Nhất thời vẻ mặt lộ ra cái vẻ ngây ngô, vui mừng. Ta không thiếu linh thạch Nhưng phải dùng pháp khí trung phẩm để trao đổi à Phi Minh nói Pháp khí cấp bậc trung phẩm Lão phù chỉ là cái kẻ buồn bán nhỏ Nào có bảo vật bạc như vậy chứ Người coi trọng ta sao không muốn đổi đồ vật ở chỗ này Hãy hãy nhìn lại một lần nữa đi Lão giả một tay chỉ vào cái túi chư vật kia ừ, Vậy thì thôi vậy vì mình không chút do dự, đưa cái túi chứa vật trở về, xoay người rời đi. Lão giả một tay ngẩn ra, nhìn cái bóng lưng của viên mình, bắt giác có chút lo lắng. Mắt thấy bóng dáng viên mình sắp biến mất khỏi tầm mắt. Lão lập tức bước nhanh tới, há miệng nói. Đạo hữu, đạo hữu, ơi, xin, xin xin dừng bước. Tạc à, tạc có nhớ rồi, trọng tay vừa dẫn có một cái kiện pháp khí trùng phẩm, xem người có cần hay không chứ. Viên mình nghe vậy, chậm rãi đi trở về. Lão giả một tay cắn răng một cái Đưa tay vào trong ngực vương ra Trong lòng bàn tay có thêm một cái hộp gỗ màu đen Cẩn thận mở ra một cái khe hở Vi Minh dùng thần thức đi vào trong đó Chỉ thấy bên trong hộp gỗ Bày ra một cái tấm lụa mỏng Màu vàng nhạt Thuật nhìn là cái do tơ lụa màu vàng dệt thành Dài ba thước, rộng nửa thước Xếp gọn gàng ở đó Toàn thân lộ ra cái hào quang màu vàng Chỉ cần nhìn bên ngoài Lụa mỏng màu vàng này đã hoàn toàn khác với cái tấm khiên đỏ thẳm trước đó. Vì mình vận dụng cái thần thức lên, thăm dò bên trong cái tấm lụa mỏng. Bên trong tấm lụa mỏng màu vàng lộ ra một cổ khí tức vô hình, ngăn cản cái thần thức của hắn. Hắn vận chuyển minh nguyệt quyết, dùng cái thần thức cường đại, tất cả phun ra, nhất thời đột phá cái sự cản trở của tấm lụa mỏng, quyết tâm dò cho đến cùng. Một cái tiếng ong trên tấm lụa mỏng tỏ ra cái ánh vàng sáng ngời từ cái khe hở của hộp gỗ lộ ra hai cái phù văn màu vàng chợt lóe lên lão già một tay giật nảy mình vội vàng đóng cái hộp gỗ lại cái ánh sáng màu vàng lộ ra chỉ chợt lóe lên rồi biến mất đấu dứ phẩm cấp của bảo vật này đạo hữu có nghĩ vấn gì không lão giả một tay hỏi cái tấm lụa mỏng này miễn cưỡng là pháp khí trung phẩm không biết đổi như thế nào phi minh hỏi hắn mới có được các pháp khí phòng ngự chung phẩm thủy Vân phiền chờ trở về bích la động thì tam động chủ cũng sẽ giúp hắn luyện thành thanh ngư kiếm pháp khí trong tay có một thủ một công cũng đã đủ dùng ngược lại tịch ảnh bên kia nhiều lần trợ giúp chính mình nếu như hắn cứ một mực nhờ vả nhưng mà lại không có một chút hồi báo nào thật sự khó có thể an tâm cái khăn lụa này với tính cách của tịch ảnh hắn là sẽ rất thích Thật là miễn cưỡng Cái kim xã này Là quà sinh nhật ta chuẩn bị cho nữ nhi của ta Lực phòng ngữ so với pháp khí trung phẩm bình thường Mạnh hơn nhiều Nếu mà không phải về cái quả chân thú này Lão phù nó cái gì cũng sẽ không bán ra Giá ta đưa ra là 700 linh thạch Lão giả một tay cao giọng nói Tấm lụa mỏng này chỉ là pháp khí trung phẩm mà thôi Các cửa hàng ở bên ngoài bán pháp khí Pháp khí phòng ngự trung phẩm bình thường cũng chỉ có 500 linh thạch. Huống chi đạo hữu buôn bán ở quỷ thị. Ta tối đa chỉ có thể xuất ra 400 linh thạch thôi. Viên Minh chậm rãi nói. Kiểm tra này của ta là dùng tơ tầm mã vàng. Trộn lẫn các nguyên liệu trần quý như là kim thạch tình khiết. Khá có thể so sánh với pháp khí trung phẩm tầm thường. Hơn nữa vật này có lại lịch trong sạch đạo hữu sau khi mua có thể tùy ý sử dụng tự nhiên không thể dựa theo giá quỷ thị mà bán ra chứ lão giả một tay nói lai lịch của thứ này thì ta cũng không quan tâm nếu không ta sẽ không tới quỷ thị này rồi kỳ thật quả chứng thú này của ta cũng là tốn 500 khối linh thạch vừa mới mua được a à. trong khoảng thời gian này vì phải bảo dưỡng chứng này ta còn tốn thêm không ít linh thạch đấy vì mình đối trời gây gắt trả lời Hai người, người tới ta lưu một lát Khẩu khí của lão giả một tay mềm đi rất nhiều Trải qua một phen miệng lưỡi Thì cái lưu kim sa này cuối cùng Lấy 500 khối linh thạch Đàm phán thỏa đáng Mà cái chứng thú của viên mình Thì lại lấy cái giá 200 khối linh thạch Khấu trừ cho đối phương Một phen môi thương lưỡi chiến Kết quả cuối cùng cũng coi như là Mỗi người đều có đạt được cái thứ mà mình cần vì Minh không có tiếp tục dừng lại ở quỷ thị nữa Mà lại trả lại cái áo tròn đen Cho người gác cổng quỷ thị Mang theo khối linh thạch trung phẩm cuối cùng Trong túi chữ vật rời khỏi nơi đây Hắn đi một đoạn đường Thì thả ra cái con quà hồn Dò xét phía sau Xác nhận không bị người theo dõi Trước khi trở về khách sạn Vừa vào phòng Vi Minh lập tức đóng chặt cái cửa sổ Lấy ra cái tấm tứ phương phong linh phụ Dán ở vách tường Cửa ra vào và cửa sổ bốn cái cổ linh lực dao động khuất tán ra dung hợp lẫn nhau hình thành một cái đạo tương tự với cái kết giới bao phủ lấy cả cái gian phòng thành năm bên ngoài tự nhiên hoàn toàn biến mất viên mình nâng tấm lưu kim sa lên lơ móng màu vàng bay lên trời lơ lửng giữa không trung một cổ pháp lực dao động khuất tán ra bị cái kết giới của tứ phương phong linh phụ ngăn trở lại hắn đối với hiệu quả của tứ phương phong linh phụ có chút hài lòng anh mắt chuyển hướng nhìn Lưu Kim Sa Thúc dục một chút pháp lực Lưu Kim Sa Kim quan nhất thịnh Chợt biến dài gấp 10 lần có thừa Đồ rộng cũng biến lớn mấy lần Vòng quanh hắn Rất là dễ dàng liền vòng quanh năm sáu vòng Hắn bấm quyết điểm ra Lưu Kim Sa mạnh mẽ siết chặt năm sáu cái tầng Kim Sa chồng lên nhau Tạo thành một cái tấm lụa vàng thật dày Trên dưới trái phải Không có một chút gốc chết trong phòng ngự Viên Minh lật tay lấy cái thanh ngư kiếm ra rót pháp lực vào Cơ lưỡi kiếm bắn ra cái kiếm khí sắc bén Dài chừng một thước Bổ vào trên cái màn lụa màu vàng này Màn lụa màu vàng không có nhúc nhích Một kích toàn lực của thanh ngư kiếm Phản phất như là kiến càng rung cây Viên Minh thu hồi thanh ngư kiếm Tay phải phương ra Tụng niệm chú ngữ Trong lòng bàn tay của hắn bắn ra Bảy tám đạo mọc thứ thuật Sau đó ngưng thành một cái thể hóa thành một cái thanh kiếm thô to dài chừng nửa chuyện chính là thanh kiếm thuật đi cánh tay của viên minh chấn động thanh kiếm giống như là nỏ gỗ bắn ra đâm vào trong màn lụa màu vàng màn lụa màu vàng này chỉ khẽ rung lên rồi lập tức khôi phục như bình thường Viên mình thấy vậy mặt lộ đã có vẻ hài lòng thanh kiếm thuật là một cái thuật pháp chung dây cũng chỉ có thể thoáng chấn động một chút lưu kim sa Lực phòng ngữ của Lưu Kim Sa này so với dự đoán của hắn còn phi thường hơn. Tuy rằng nhiên bạo thuật có thể kiểm tra cái lực phòng ngự của Lưu Kim Sa ở mức độ lớn hơn. Nhưng mà thứ nhất, cái thuật này rất là hao tổn pháp lực, động tĩnh cũng quá lớn. Tiếu phương phong linh phù cũng chưa chắc là có thể che đậy được. Thứ hai, hắn cũng sợ làm khéo tành vụng, làm một cái sự tình gà bay trứng vỡ có thể không đáng à thu hồi lưu kim sa cùng với tứ phương phong linh phù lại vi minh ngồi xuống trên giường lấy cái trận đạo tạp luận vừa mới mua được ở quỹ thị ra cẩn thận mà lật xem cuốn sách này giải thích về các nguyên tắc cơ bản của trận pháp cũng như là kiến thức về cái cấp độ nhập cảnh dường như là dành cho người mới bắt đầu trận đạo người viết quyển sách này đối với các pháp trận có nghiên cứu rất sâu dùng từ thì lại dễ hiểu người ngoài như viên minh cũng có thể dễ dàng xem rõ sau khi lật qua một quyển sách hắn có một chút sự hiểu biết sơ bộ về pháp trận ơ ờ, đây đây là tầm mắt của viên minh rơi vào cái nội dung hai trang cuối cùng hai trang này nói về một cái gì đó được gọi là trận kỳ và trận bàn là một cái loại pháp khí đặc thù có thể chịu tải cái trận văn tư trận pháp sư đem một cái bộ pháp trận trận văn trước đó khắc vào trong trận kỳ trận bàn cái thời điểm cần thúc giục dựa vào cái quy luật nhất định sắp xếp phối hợp với linh thạch tương ứng liền có thể nhanh chóng bố trí thành một cái tòa pháp trận dùng trận kỳ để bày trận so với cái việc tạm thời khắc trận bố trận thì nhanh hơn nhiều nhưng mà trận bàn trận kỳ nếu cùng một cái hoàn cảnh không phù hợp thì uy lực yếu hơn rất nhiều chỉ là trong cuối cái cuốn sách này có đề cập tới khắc một cái bộ trận kỳ trận bàn so với bố trí một cái tòa pháp trận còn khó khăn hơn rất nhiều. Chứ dù là pháp sư chọn pháp cao minh đi nữa thì tỷ lệ thành công cũng không cao. Nói như vậy, cái tiểu kỳ và ngọc bàn trong cái hộp ngọc của lễ Sa bạch long đảo hẳn là một cái bộ trận kỳ trận bàn rồi. Đáng tiếc không biết là pháp trận gì á. À? Vi Minh thầm nghĩ chỉ có trận bàn trận kỳ mà không biết ghi chép phương vị cùng với quy lực của pháp trận ở phía trên đó thì đồng dạng cũng không có cách nào bày trận ra được. Chỉ có thể ngày sau nếu có cơ hội lại tinh tế, nghiên cứu một chút vậy. Viên Minh thu hồi trận đạo tạp luận, lấy ra một cái nhánh thanh huyền linh hương đã mua, sau đó đốt lên. Nhất thời trong cái hương ẩn chứa linh lực theo cái khói tràn ngập trong phòng. Người khác cảm thấy thoải mái. Sau đó, Hắn trở lại trên giường Khoanh chân ngồi xuống Nuốt vào một cái viên bồi nguyên đan Nhắm hai mắt lại Bắt đầu vận chuyển của nguyên quyết Luyện hóa Thời gian xa hơn thì có bạch lộc khâu hội minh Còn gần hơn một chút xíu Thì lại có nhiệm vụ của bạch dạ tán minh Trước mắt cần nắm chặt hết thể thời gian tu luyện Tăng lên một chút pháp lực Liền có thể an toàn một phần Sau khi tu luyện một khắc thời gian Thì trong lòng chợt có cảm giác Phi Minh gọi cái lưu hương ra Đặt nó lên trên bàn Đem cái linh hương cắm vào trong lưu hương Linh hương trên lưu hương lập tức thay đổi Một cái làn khói xanh lượn lờ bốc lên Từ từ quấn quanh cái phòng Dài mà không ngừng Tù mà không tiêu tán Hắn cảm giác mình có liên hệ với khói hương này Cánh mũi hơi nhúc nhích một chút Theo cái bản năng hít sâu một hơi Khói xanh phiêu tán lại hội tụ Thành một cái làn khói Giống như là vật sống hướng về phía hắn Viên Minh chỉ cảm thấy một cổ ý mát mẻ Theo cái hơi thở chảy thẳng vào trong phổi Lại chìm thẳng vào trong cái đan điền Một cảm giác khoan khoái Khó có thể diễn tả Được tự nhiên sinh ra Cả người giờ phút này giống như là ngày hè nắng nóng Mà được tắm rửa trong một cái dòng sông mát mẻ Tứ chi bách hại Toàn thân vào giờ khắc này Đều được thả lỏng Cái lượng khối xanh này xoay quanh ở trong cơ thể Lại bị hắn chậm rãi mà phun ra linh lực trong khói xanh lưu lại trong cơ thể, chọc khí phun ra, mang theo một cái thân mệt mỏi. Trong lúc hít một hơi, bốn phía lượng lờ khói xanh phản phất như là có sinh mệnh, quấn quanh bốn phía thân thể của viên minh, vòng đi vòng lại, lặp lại chu kỳ. Trong một cái phương thiên địa này, tiêu như là ảo cảnh. Đã kết thúc tập 65 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góp nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 66 của bộ truyện tiên giả của tác giả vòng ngữ nha.